Tập 31 Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục phần 3 Đường Vũ Lân chiến với Vũ Trường Không. Muốn trở thành cường giả, ngươi chỉ có một con đường, đó là kết hợp tổ hợp nhiều nguyên tố. Cái này xưa nay chưa từng có, nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ là làm được. Nhận ra nếu ngươi có kết quả hợp với nguyên tố thuộc tính khác nhau là một và khống chế được nó, thì trong tương lai ngươi nhất định là sẽ trở thành đỉnh phong. Vâng, tạ ơn lão sư, Cổ Nguyệt lúc này thì gật đầu. Vũ Trường Công cuối cùng cũng là chuyển sang Đường Vũ Lân. Về phần của ngươi, việc đầu tiên của ngươi hiện giờ là khống chế võ hồn cho tốt. Ta nói thẳng ra, Lam Ngân Thảo của ngươi tuy là biến dị, nhưng bản nguyên dù sao vẫn là Lam Ngân Thảo. Ngươi phải khống chế cho thật là tốt, phát triển theo hướng chiến hồn sư hệ khống chế. Còn hai cái truy lần trước, sức mạnh cơ thể là thiên phú của ngươi, trước mắt không có cái gì dùng tới nó. Sau này ngươi thử kết hợp với sùng trì với Lam Ngân Thảo cùng công kích xem. Vâng. Vậy thì đặc huấn bắt đầu. Ta giải nghe được huấn luyện thực chiến thì rất là kích động. Vũ lão sư, chúng ta ai đánh trước đấy? Vũ Trường Không nói tiếp, không cần phân biệt xài trước sau, ba người các người cùng lên, đối thủ của các người chính là ta. Mặc cho ba đứa cứng đờ. Tay của Vũ Trường Không khóe lóe ra hào quang, xuất hiện ra một thanh mộc kiếm. Ta không dùng võ hồn và hồn kỹ, các người cứ thẳng tay mà đánh, bắt đầu đi. Một kiếm hất lên đâm vào tá giải. Tạ Giả nhanh chóng lùi lại, nhưng kiếm của Vũ Trường Công rất là nhanh, bám theo sát nút. Ô, tiếng xe gió vang lên, Đường Vũ Lân lúc này xuất thủ. Nghìn dàn ô cương chủy bay ra, thẳng tới Vũ Trường Công, tiếp theo đó là Lam Ngân Thảo. Hắn biết rằng Lam Ngân Thảo đem cuốn lấy Vũ Trường Công sẽ là không có tác dụng. Vũ Trường Công mặc kệ nghìn dàn ô cương chủy, kiếm vẫn là xỉa tới. Ô cương chủy bay sượt qua lưng của hắn, Đường Vũ Lân quính một cái đánh lệch sang. Một luồng gió thổi tới đẩy Tạ Giải ra, làm cho Vũ Trường Không là đâm trượt. Ngay sau đó, dưới chân quán mềm nhún, mặt đất mềm hẳn đi, mấy miếng băng chùi là bắn ra, định đóng băng mặt đất, Cổ Nguyệt lập tức lại chiêu cũ. Vũ Trường Không cười nhạt, cổ tay run lên, mộc kiếm nhẹ nhàng linh hoạt điểm mấy cái vào băng chùi, phá tan chúng dễ dàng. Hắn nhún nhẹ một cái, vật thoát ra bên ngoài. Nghìn dàn ô cương chùi chạy bay tới, lần này không còn là một chùi mà là hai chùi. Hơn nữa là quét ngang, phạm vi bao trùm lớn hơn. Một kiếm điểm vào hai thanh của ô cương chùy, hai thanh ô cương chùy ngừng lại, rớt xuống mặt đất. Nhưng mắt của Vũ Trường Công hiện vẻ kinh ngạc, sức lực của thằng nhóc này đúng là không giống bình thường. Một quả cầu lửa bay tới, Cổ Nguyệt công kích rất là đúng đắn. Vũ khí của Vũ Trường Công là mộc kiếm, dung hỏa để đốt, hiệu quả rất là tốt. Mộc kiếm vần quanh mang theo một luồng khí lưu, làm cho hỏa cầu mất đi khống chế bay về phía Tạ Giải. Quang Long Chủy chém ra, phá vỡ là hỏa cầu, thân thể trên công chúng cuộn mình một cái, vọt tới gần Vũ Trường Không, tay trái khẽ súng, mô đào nhận màng vô hình quét tới, Quang Long Chủy đồng thời là đâm ra. Đường Vũ Lân vung nghìn dàn ô cương chủy ra, tứ phía là dừa đánh lên. Ba cái hỏa cầu cũng là bay ra, Đường Vũ Lân, Tạ Giải vào Cổ Nguyệt suốt cuộc đã là biến thành phối hợp. Đáng tiếc rằng đối thủ của bọn chúng cũng là quá cường đại. Một kiếm hóa thành tầng tầng kiếm ảnh, không nhìn ra Vũ Trường Công phát ra lực thế nào. Hai thanh nghìn dàn ô cương chùy bị đánh bay, Tạ Giải bị một kiếm quất ra vào vai, hất văng về phía ba quả cầu lửa. Tạ Giải mà không nhanh tay vẩy ra quả quang long chùy lẫn là ảnh long chùy thì đã là bị thương rồi. Vũ Trường Công từ trên trời giáng xuống, lần này mục tiêu quán là Đường Vũ Lân, một kiếm đâm thẳng vào Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không thể lùi vì Tạ Giải còn đang luống cuống tay chân, không giúp được cho hắn. Cổ Nguyệt bị Tạ Giải ngăn cản, không kịp tới cứu viện. Đây là ý đồ của Vũ Trường Công, cô lập hắn, hình thành tình huống một chọi một. Dùng thực chiến để kích thích tiềm năng của học viên là mục đích của Vũ Trường Công. Đối mặt với áp lực cao, người ta mới là bộc phát ra lực tiềm năng của mình. Đường Vũ Lân rất là tỉnh táo, Lam Ngân Thảo phát động ra hồn kỹ thứ nhất, từng đáy kề Lam Ngân Thảo quấn quanh nhanh bay lên, quân lấy Vũ Trường Không. Vũ Trường Công chỉ là khẽ sẫy một cái, hồn lưng của Đường Vũ Lân lập tức hạ xuống, Lam Ngân Thảo lúc này đứt tung. Mộc kiếm đã sắt tới ngực, Đường Vũ Lân cực kỳ là bình tĩnh, nó nhớ lần trước đấu với Tạ Giải, nhờ coi Tạ Giải thành kim loại mới là chống đỡ được. Hắn lập lại ý chàng, coi Vũ Trường Công trở thành kim loại, nhanh chóng tiến vào trạng thái xem. Hai luồng sáng sáng cũng là sáng lên, chùy tay phải quét qua ngực cán của mộc kiếm, chùy tay trái đánh tới Vũ Trường Công. Đinh một tiếng, mộc kiếm đông trúng cây chùy, phát ra tiếng va chạm giang vang rền. Đường Vũ Lân bị một lực đánh đẩy vào, nghìn gian trầm ngâm chùy cũng là bị nghẹt ép vào ngực, làm nó lùi lại. Y chùy ở trong tay trái không đủ khoảng cách để là chạm vào lão sư, nên nó lém chùy phải vào Vũ Trường Không. Vũ Trường Không thoải mái hất mộc kiếm, kích bay cái chùy.
Võ hồn của Vũ Trường Không vốn chính là kiếm, cảnh giới của hắn theo đuổi là nhất kiếm phá vạn pháp. Lên rồi công kích của địch nhân là cái gì, địch nhân là ai, hắn chỉ có kiếm mà thôi. Nhưng lần này hắn lại bị thua thiệt. Truy kiếm va chạm, Vũ Trường Không cảm thấy mộc kiếm bị một lực lượng đánh mạnh vào. Tuy không thể bằng hắn nhưng hắn hiện tại không phóng thích xà võ hồn, hồn lực chỉ là dùng ít, nên là mộc kiếm có chút là không chịu nổi. Hắn chưa kịp rót thêm hồn lực vào thì mộc kiếm lại liên tiếp nhận thêm hai luồng lực nữa. Rắc một tiếng, mộc kiếm gãy, nghìn gen trầm ngâm truy đập thẳng về phía của hắn. Thân hình của Vũ Trường Không lóe lên, tránh được nghìn gen trầm ngâm truy. Cái truy nhìn không to nhưng mà khi rơi xuống mặt đất lại phát ra âm thanh vang rất to, làm cho Tạ Giải và Cổ Nguyệt đều giật nảy cả mình. Đường Vũ Lân bức lui được Vũ Lão Sư, đánh gãy mộc kiếm. Đường Vũ Lân nhanh chóng lùi lại, tay phải cầm trầm ngâm truy che trước ngực. Vũ Trường Công đứng khứng, hơi thất thần, tới lúc này đương nhiên là đã hiểu cái chùy kia của Đường Vũ Lân là cổ quái. Ngừng đi, hắn giơ tay lên ngăn Cổ Nguyệt và Tạ Giải đang định nhào tới. Tạ Giải quái dị nhìn Đường Vũ Lân, lại nhìn cái chùy dám trên mặt đất, lòng hoảng hốt. Nếu lần trước tên kia quấn chặt lấy mình rồi dùng cái chùy lẻ lẹn mình thì úi rồi ôi. Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới nhặt ra ba cái chùy lên bỏ vào trầm ngâm hoàn. Cái chùy của người có cổ quái, Vũ Trường Không nghi hoặc nhìn hắn. Đường Vũ Lân nói tiếp, đây là trầm ngâm trùy, nặng hơn trùy rèn thường một chút. Nặng bao nhiên, cho ta xem một chút. Tạ Giải rất là hứng thú với cái trùy có khả năng đánh gãy mộc kiếm của Vũ Lão Sư, vội chạy tới chộp lấy nghìn rèn trầm ngâm trùy trong tay của Đường Vũ Lân. Dầm một cái, trầm ngâm trùy rơi thẳng xuống mặt đất, quán tính cực mạnh làm cho Tạ Giải ngã đùng xuống mặt đất. Ái ra, Tạ Giải đau đớn kêu lên, ngươi, đây là cái gì vậy, sao nặng vậy? Vũ Trường Không đi qua, cầm nghìn rèn trầm ngâm truy lên, không khỏi động dung, khó trách mộc kiếm bị đánh gãy sức nặng của cái truy này. Đường Vũ Lân nói tiếp, một cái chỉ là nặng chừng 150 cân mà thôi. Vũ Trường Không nói, vừa rồi nó truyền lực tới 3 lần, đó là do người khống chế hay là do cái gì khác? Đường Vũ Lân ngần ngừ rồi nói, là năng lực của bản thân cái truy, kim loại sau khi nghìn rèn sẽ sinh ra một số đặc hiệu đặc biệt, trầm ngâm truy này gọi là trồng truy. Vũ Trường Không tuy không hiểu nghề rèn nhưng nhìn ra được điều này của nghìn rèn trầm ngâm truy rất là quý, khẽ gật đầu rồi nói, người rất có thiên phú về rèn đúng không, ta đã điều tra một chút, hôm nay Mộ Hy tới tìm người đòi đấu rèn, là con gái của hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư của Đông Hải Thánh. Đúng vậy, ta là đoán tạo sư. Vũ Trường Không như là nhớ tới cái gì đó, giơ tay lên gọi Đường Vũ Lân tới rồi nói, tới đây nắm lấy tay của ta. Đường Vũ Lân nắm lấy tay của Vũ Trường Không, bàn tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài mạnh mẽ, không hề thô ráp chút nào cả. Ngươi dùng toàn lực kéo ta, để ta cảm nhận được một chút sức lực của ngươi mạnh tới bao nhiêu. Vũ Trường Không nói. Sao cơ? Đường Vũ Lân lúc này hít thở sâu, hai vai là phát lực, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Vũ Trường Không lần này đã là chuẩn bị kỹ càng, cả người sừng sững như là cái đinh. Đường Vũ Lân dùng toàn lực, mặt là hồng lên. Vũ Trường Không tuy người không hề động, nhưng trên người có chấn động của hồn lực như ẩn như hiện, cho thấy hắn phải dùng tới hồn lực để đứng vững. Tốt, sau một lát Vũ Trường Không mới bảo ngừng. Đường Vũ Lân thu tay lên, mặt của Vũ Trường Không vẻ kỳ dị, vô vô vai của Đường Vũ Lân rồi nói, thi đấu lên lớp 3, người các người là cùng xuất chiến, người khỏe như vậy, vậy thì chiến thuật của chúng ta sẽ rất thú vị. Lúc mà Đường Vũ Lân và Tạ Giải trở lại ký túc xá, hai đứa đều kiệt sức, đừng nói là đi rèn, có thể miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống tiến vào trong trạng thái minh tưởng đã rất không dễ dàng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, nhóm Đường Vũ Lân không bị huấn luyện thể lực nữa. Nguyên nhân rất là đơn giản, vì Vũ Trường Không thể lực thấy thể lực của Vũ Địch Đường Vũ Lân rồi. Nếu dùng huấn luyện bình thường thì chẳng có tác dụng gì cả, không bằng dùng thời gian đó đi tu luyện cái khác. Đường Vũ Lân học khống chế làm ngân thảo. Đám học viên còn lại trong lớp luyện thể lực là tới ngày thứ 3 thì là hết sức, đều nằm dạp xuống, nên là từ hôm sau lại được trở về sáng luyện thể lực chiều học lý thuyết. Chỉ phải luyện thể lực lửa ngày, mọi người đều sung sướng. Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Cổ Nguyệt tiến hành kiểm tra tinh thần lực, kết quả là làm cho người ta phải rung động. Tạ Giải tinh thần lực 29, trong ban cùng lứa đã là thành tích tương đối khá, tiếp cận tiêu chuẩn của linh nguyên cảnh trung giai. Đường Vũ Lân tinh thần lực là 44, đạt tiêu chuẩn của linh nguyên cảnh trung giai. Nhưng hắn không còn nói lần trước mình kiểm tra chỉ có 38, chỉ trong thời gian ngắn tinh thần lực đã tiến bộ không ít. Hai người đã làm cho Vũ Trường Không kinh hỉ, nhưng Cổ Nguyệt còn khủng khiếp hơn. Tinh thần lực của Cổ Nguyệt cao tới là 119, không còn trong phạm vi linh nguyên cảnh nữa. Chỉ số tinh thần lực vượt qua 100 chính là linh thông cảnh.
Linh thông cảnh nghĩa là tâm thần thông linh, ý là thông suốt. Đạt tới linh thông cảnh là bắt đầu nhập môn với học khống chế tinh thần lực, học cách điều khiển tinh thần lực cho mình sử dụng, có thể chịu được hai cái hồn linh màu vàng hoặc là một cái hồn linh màu tím. Hồn sư hệ tinh thần hiện nay trên thế giới này là khan hiếm nhất, được hoàn ngành nhất vì bọn họ phù hợp với cờ giáp nhất. Điều này làm cho vũ trưởng không càng thêm coi trọng Cổ Nguyệt. Đương nhiên thì huấn luyện gian khổ không khác nhau, càng được lãnh ngạo nam thần coi trọng, số lượng huấn luyện càng lớn. Vì vậy, Đường Vũ Lân không còn thời gian tới chỗ Mang Thiên làm việc, không thể đi hoàn thành nhiệm vụ gen. Tích tích, vừa mới đặc huấn về, năm vật xuống giường, máy truyền tin hồn đạo của Đường Vũ Lân vang lên. Đường Vũ Lân đã quên bén cái đồ vật này, là hồn sư hắn không cần phải mua pin nạp cho hồn lạ đạo, mà dùng hồn lực của mình là thoải mái sử dụng. Trong máy truyền tin hiện nay lên một số dãy số. Xin chào ngài, Đường Vũ Lân truyền tin. Ngươi đang làm gì vậy? Máy truyền tin truyền tới âm thanh quen thuộc, nghe thấy âm thanh này, Đường Vũ Lân vội vàng ngồi dậy. Lão sư, giọng trong máy truyền đến chính là của Mang Thiên. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là một cái nhiệm vụ cấp 2, một tuần rồi vẫn là chưa hoàn thành sao? Giọng của Mang Thiên âm thanh cực kỳ là nghiêm khắc. Đường Vũ Lân vội vàng trả lời rồi nói: "Không phải lão sư, dạo này hôm nay hôm nào ta cũng là bị huấn luyện và học tập, không có thời gian tới phòng làm việc của ngươi. Ngày mai ta được nghỉ cuối tuần, ta đang định tới đó." Mang Thiên im lặng một lúc rồi nói: "Học viên của các ngươi làm nhất học nhiều lắm hay sao?" Đường Vũ Lân bèn kể sơ lại mọi chuyện cho Mang Thiên nghe. Chu Trường Khê bắt quái thò đầu ra qua xem, ta giải nghiêng người, rất là bất mãn nhìn Đường Vũ Lân. "Được rồi, vậy ngày mai tới đấy, ta đang ở đây." Mang Thiên lúc này cúp máy. "Này, Đường Vũ Lân, ngươi không phải nói là ngươi không có tiền à? Không có tiền mà có máy truyền tin hồn đạo hả?" Tạ Giải tức giận chất vấn. Đường Vũ Lân nói: "Đây là phúc lợi hiệp hội phát, không phải ta mua, ta đâu mua nổi." "Hiệp hội? Hiệp hội gì?" Chu Trường Khê tò mò hỏi. Vân Tiểu cũng là thò đầu ra: "Hiệp hội đoán tạo sư, ta võ hồn là tiên thiên cống đúng, nên phải học rèn từ nhỏ." Vân Tiểu như là có điều suy nghĩ rồi nói: "Ngươi học rèn còn có liên quan tới sức lực của người đúng không?" Đường Vũ Lân lúc này thì gật đầu. Ta giả lo tiếp: "Đoán tạo sư là mấy người làm chiết xuất ra kim loại gì đó." Đường Vũ Lân lại gật đầu. Ta giả lo tiếp: "Làm cái nghề này cũng rất là có tiền đồ. Ta nhớ cha ta từng mua một món đồ hạch tâm cho cơ giáp, được đoán tạo sư chiết xuất là 1000 gen, giá rất đắt. Sau này là người tới cấp đại sư chiết xuất là kim loại cho ta nhá." Đường Vũ Lân tò mò rồi nói: "Ngươi muốn trở thành cơ giáp sư?" Ta giải ngạo nghệ rồi nói: "Đương nhiên, nhà ta thế xa cơ giáp sư nổi tiếng, đương nhiên ta phải là trở thành cơ giáp sư rồi." Chu Trường Khê và Vân Tiểu ngồi bật dậy: "Cơ giáp là giấc mơ của tất cả những đứa bé." "Nói nhanh lên, cơ giáp sư nhìn như thế nào vậy? Cần những điều kiện gì?" Chu Trường Khê vội hỏi. Hiện giờ Tạ Giải đã là quen với mọi người, không còn là cao ngạo như ban đầu, trong phòng không khí là rất hòa hợp. Cơ giáp hồn đạo hiện giờ có sức chiến đấu rất mạnh. Đối với cơ giáp sư, mặc cơ giáp cũng không khác gì là mặc áo giáp, nhưng có lực lượng tăng phúc cực kỳ lớn.